Vô tình hình là khi nãy là có một bạn có nhắn tin hỏi mình là muốn mua lại cái kênh của mình với giá 13 triệu đó, nhưng mà mình không có bán, tại vì không phải là mình không có cần tiền, mình cũng cần tiền thiệt đó, nhưng mà chủ yếu mình lập cái kênh này ra không phải là để kiếm tiền, không phải là để bán như kiểu đó. Đó, mình lập ra là để cho anh em có cái để mà xem, để mà học, để mà chơi cái trò này cho nó lên cao, để mà phát triển cái trò này. Tại vì cái trò này ở Việt Nam thì nó không có phổ biến, nó tương đối là nó hơi kén người xem, kén người chơi. Đó, với lại nó cũng không có được xã hội nó coi như là một cái trò nghệ thuật đàng hoàng. Nó không phải như đàn, nó là một cái trò như là của con nít chơi vậy đó. Đó thì mình không có làm vì tiền, mặc dù mình có đăng ký kiếm tiền thiệt, nhưng mà cái tiền kiếm được nó không có nhiều cho mấy bạn. Cách 2 3 tháng thì khi mình mới nhận được 200 ngàn, cái thời gian đó mình đi bưng quán cà phê 2 tháng mình kiếm được chắc cũng 2 triệu mấy 3 triệu đó, nhưng mà mình kiếm được chỉ có 200 ngàn nhờ vào cái clip thôi. Mặc dù mà mình bỏ tiền ra mình mua mic, rồi mình mua mua cái ghế này, mình mua cái bàn này, mình mua chân máy đồ thứ, cái đồ gáp cái điện thoại lên để mà cho nó quay, cho nó cố định lại cũng phải mua đó, cho nên là cũng cả triệu hơn. Kiếm 200 300 ngàn chắc kiếm cả năm mới đủ tiền để mà bù lỗ cho cái đống này đó, cho nên là làm tiền thì cũng chỉ là để bù vốn thôi, chứ cũng không phải là để mà mình kiếm tiền mình ăn chơi gì hết. Cho nên là anh em xem mà thấy hay thì nhớ để lại cho mình một cái like, nó không có mất bao nhiêu thời gian hết, nó mất chỉ tới 1 giây nữa anh em click một cái thôi, nhưng mà nó có ý nghĩa là lớn đối với mình đó. Thì mình xem mình có thể biết được là có bao nhiêu anh em là đang ủng hộ mình, đang cảm thấy clip của mình nó có ý nghĩa đối với anh em, nó giúp đỡ được anh em, thì mình mới biết được mà mình làm ra nhiều những cái video giống giống vậy. Thì trong cái clip này mình sẽ nói về một cái vấn đề mà cũng khá nhiều anh em quan tâm, anh em nào mà muốn chơi lên chuyên nghiệp á, thì chắc là sẽ để ý cái vấn đề này, đó là cái vấn đề làm góc quay. Thì góc quay đối với những anh em mà quay chơi, quay cho vui thì thực ra nó cũng không có cần thiết, cho nên là anh em có thể tạm bỏ qua những cái video như này. Còn những anh em nào mà muốn chơi lên cao, muốn tham gia với cộng đồng, muốn đi thi đấu có giải đồ cái thứ thì phải quan tâm nhiều tới cái vấn đề góc quay. Đó thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một số những cái mẹo để mà làm những cái góc quay cho nó ổn ổn tí. Thực ra là nó là ổn ổn thôi chứ không không phải là đẹp. Tại vì cái khái niệm đẹp thực ra là nó cũng khá là hên xui. Đó, có người thấy đẹp, có người thấy không đẹp. Nhưng mà chung quy lại thì nó cũng sẽ tuân theo một số những cái nguyên tắc nhất định, và nó cũng phải tùy vào cái đồ nội nội thất trong nhà của anh em nữa, chứ không phải là cứ làm theo đúng những cái quy tắc đó là nó sẽ tự động nó đẹp. Không phải, nó cũng tùy vào cái tình hình thực tế nữa. Thứ nhất đó chính là cái hướng của cái máy máy quay, thì cái anh em có thể sử dụng là webcam hoặc là anh em sử dụng điện thoại gì đó, nhưng mà anh em cố gắng là cho cái độ phân giải là nó ổn ổn tí, ít ra nó cũng phải bắt được những cái chuyển động tầm tầm như này, chứ mà quay cái thấy nó bể nét từ lưa hết trơn á thì cũng không có ổn lắm. Cái đó đưa lên thi đấu thì chắc chắn là sẽ bị loại ngay tức luôn, nhìn vô thấy cái clip là bị loại liền luôn. Thì bây giờ là 2019 rồi, nó cũng có nhiều cái mẫu điện thoại nó cũng tầm 2 3 triệu thôi, nhưng mà nó quay video cũng khá là ổn đó. Hoặc là anh em có thể mua webcam, thì webcam nó tương đối là nó rẻ hơn tầm tao 400 500 ngàn, thì nó gần gần xem như một cây mod thôi. Anh em mình thấy nhiều anh em là mua mod rất là nhiều, tốn cả triệu bạc, nhưng mà cũng không có dám để mà mua webcam, trong khi webcam nó cũng có mấy trăm ngàn thôi, nó đâu có mắc bằng cái mấy cây mod đâu đó. Cho nên là anh em cố gắng đầu tư một cái webcam nó rõ rõ tí đó. Và cái hướng khi mà anh em đặt cái webcam á, thì cái hướng của nó là nó phải hướng vào cái lòng bàn tay như này đó. Anh em thấy mình đặt cái máy quay nó hướng vào lòng bàn tay đây, nhiều anh em đặt ngược lại như này đó, tức là nó hướng vào cái phần mu bàn tay như này đó. Thì khi mà quay á, cái tay này của anh em nó che hết toàn bộ cái chuyển động của cây bút rồi, nó đâu có show cái chuyển động ra đâu. Trong khi là cái quan trọng nhất trong cái trò này nó chính là cái combo, thì anh em phải show nó ra như này đó. Anh em phải đưa cái đẹp ra chứ anh em che lại như này rồi xong rồi anh em quay thì cái chuyển động của nó bị che gần như là 60 70%, thì đương nhiên là clip anh em gửi thì nó sẽ bị loại thôi, chứ không có ai mà chấp nhận những cái clip kiểu vậy. Thứ hai đó là về cái nền, thì tốt nhất là anh em nên dùng cái nền mặt bàn gỗ như này đó. Cái bàn này thì mình mua là tầm 500 ngàn, trước đó mình mua là 500 ngàn
mua ở trên Lazada hay Shopee gì đó mình cũng không có nhớ. Nói chung là nó cũng tương đối là rẻ. Cái bàn này thực ra là nó là cái bàn ngồi bệt, nhưng mà tại mình kê cao lên cho nên là mới được như vậy. Để mình cho anh em xem cái cấu tạo ở dưới của cái bàn này. Đây là bên dưới cái bàn của mình đó, thì anh em có thể thấy là mình kê nó lên trên hai cái thùng khác. Cái này thực ra là cái thùng gác nhưng mà mình dùng nó để đựng tài liệu của mình đó, cho nên là nó không phải là một cái bàn cao. Anh em có thể dùng cái cách này để mà áp dụng với những cái bàn ngồi bệt thì nó sẽ rẻ hơn, tại vì những cái bàn cao thì thường là nó cả triệu trở lên lận, chứ không phải là nó 500 600 ngàn như này đâu. Về cái hoa văn ở trên bàn thì nó cũng nên là nó tương đồng với cái cây mót một tí. Ví dụ như là anh em dùng mót màu tối như mình, màu đen như này, thì anh em nên dùng cái mặt bàn là nó màu sáng, nó màu gỗ sáng như này đó, hoặc là màu trắng cái kiểu, chứ anh em đừng có dùng màu đen hoặc là cái màu gỗ của nó gỗ nâu đỏ đó, thì nó sẽ bị chìm cái cây mót xuống, thì cái khả năng bị lõi của anh em nó sẽ cao hơn là cái mặt bàn như này đó. Với lại cái mặt bàn thì nó cũng không nên là nó có hình đồ thứ nhiều quá, hình con này con kia, hình hoa văn nhìn nó bị sến, hoặc là nhìn nó trẻ con quá, nó không có nghiêm túc đó. Với lại cũng đừng có đặt quá nhiều đồ vật các thứ tùm lum, nhiều anh em quay gốc lên mình nhìn thấy nó không khác gì là, nó thiệt sợ anh em giận, nhưng mà nhìn nó như là cái đống gác vậy đó. Thì gửi cho một cái clip nghiêm túc mà anh em gửi cái clip vậy thì thường là sẽ không có ai chấp nhận anh em hết, trừ những cái clip mà nó chơi chơi cho vui, ta 70-80% ai cũng để cái gốc kiểu vậy thì may ra người ta mới nhận. Kế đó là về cái phần cái nền nó chiếm bao nhiêu phần trăm cái khung hình đó, thì đây là một cái khung hình, toàn bộ cái này là một cái khung hình. Thì cái nền đây là cái nền là cái phần tính từ cái tủ này dài qua hết cái bàn này luôn, nó sẽ chiếm là nó sẽ tốt nhất là nên là cắt từ cái khoảng cái áo của mình cắt ngang qua luôn đó, đó là tốt nhất. Còn cái này là tại vì cái bàn của mình nó nhỏ quá cho nên là tạm thời thì mình cứ để nó chiếm cỡ phân nửa như vậy thôi, nhưng mà tốt nhất là anh em nên để cho nó cắt từ cái áo của mình ra đó. Thì clip này là clip của mình cho nên là mình cũng không có quan trọng cái vấn đề đó. Còn anh em mà tham gia clip tập thể hay là đi thi đấu các thứ thì anh em nên là làm theo những cái tiêu chuẩn tốt nhất, chứ đừng có làm theo cái clip chơi chơi như mình. Cái máy quay thì nó nên hướng vào cái vị trí mà anh em cảm thấy thoải mái nhất. Ví dụ như là ở đây mình để cái camera như vậy là mình cảm thấy rất là thoải mái, khi mà cái tay mình nó để tầm khúc này đó, trong cái phạm vi nền bàn như này đó, thì cái tay mình nó cảm thấy thoải mái thì lúc đó mình mới có thể làm được những cái kỹ thuật nó khó, nó show hết được cái trình độ ra. Còn nếu mà anh em để mà anh em cảm thấy nó tù quá, ví dụ như là phải đưa tay lên cao như này mới quay được, hoặc là để tay xuống thấp quá các kiểu bị vướng đổ thứ đụng dây này đụng dây kia thì nó sẽ cản trở cái quá trình làm combo của anh em, cho nên là em cố gắng để cái góc làm sao cho nó thoải mái nhất có thể. Và cái đèn thì nó cũng nên là sáng vừa đủ, nó phân tán cái ánh sáng ra hết cái mặt bàn như này, chứ nó đừng có kiểu như là mình thấy anh em để cái đèn nó gần quá, cái bóng đèn tròn nó gần quá, nó sẽ tạo lên một cái cục sáng sáng ở ngay góc như này, hoặc là góc như này đó, hoặc là góc ở giữa thì nó càng thảm họa hơn nữa. Tại vì khi mà anh em quay thì cái cây mót nó sẽ bị chói lên, nó sẽ bị ánh lên rất là kỳ đó, cho nên anh em cố gắng là hạn chế cái chuyện đó bằng cách là để cái đèn nó xa xa ra một tí. Ngoài những cái yếu tố trên thì để mà có một cái góc đẹp thì anh em nên là tham khảo, nên là coi nhiều những cái clip của tụi nước ngoài hoặc là của Việt Nam người ta làm, mà của những người hồi xưa á. Việt Nam thì thực ra mình cũng không có thấy là nó đẹp lắm, tại vì hồi xưa là cũng không có nhiều cái đồ nội thất nhìn nó sang. À, tốt nhất là anh em nên xem của nước ngoài, nhất là bên Nhật Bản á, tại vì bên Nhật Bản mình thấy là cái cách mà người ta phối nội thất đồ cái thứ rất là đẹp, nó rất là sang, nhìn nó rất là gọn gàng và nó cho cái cảm giác rất là thoải mái khi mà xem. Thì tốt nhất là anh em nên xem của tụi Nhật Bản, tụi nó hay đăng ở trên Twitter hoặc là trên YouTube, anh em xem những cái clip tập thể này nọ đó. Thì cái này nó không phải là một cái gọi là đùng cái là anh em có thể làm được một cái góc tốt, anh em phải mất thời gian, phải bị chê rồi phải rút kinh nghiệm đủ thứ thì nó mới có thể để được một cái gốc nó ổn định tí. Nhưng mà tốt nhất là anh em nên tuân theo những cái quy tắc mà mình vừa mới nói thì nó sẽ tốt hơn. Còn đẹp hay xấu thì nó còn phụ thuộc vào cái đồ cái bàn của anh em nữa, cho nên là nó cũng hên xui thôi. Đó là những cái chia sẻ của mình về cái vấn đề là cách làm thế nào để làm được một cái gốc nó ổn ổn tí đó, cho các bạn có thể quay clip để mà tham gia vào những cái clip tập thể hoặc là đi thi đấu. Và ok, thì cảm ơn anh em đã xem video của mình. Hẹn gặp lại anh em vào những cái video lần sau. Nếu cảm thấy hay thì nhớ like, share và subscribe để ủng hộ mình.